Kết quả Copa America 2024, hòa Colombia, Brazil vào tứ kết. Brazil vượt qua vòng bảng Copa America 2024 sau trận hòa 1-1 với Colombia. Brazil chia điểm trong trận đấu cuối vòng bảng với Colombia. Selecao chỉ cần một điểm để đi tiếp. Tuy nhiên, Vinicius và đồng đội muốn nhiều hơn thế để lấy ngôi đầu bảng của đối thủ. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Brazil tạo sức ép mãnh liệt lên phần sân của đối phương. Tuy nhiên, bài đánh phủ đầu này không đạt hiệu quả khi hàng thủ Colombia chơi tập trung. Colombia dần lấy lại thế trận. Phút thứ 8, James Rodriguez sút phạt hiểm hóc. Anh đánh bại thủ thành Alisson Becker nhưng bóng đi trúng xà ra ngoài. Phút 12, đến lượt Brazil hưởng quả phạt ngoài vòng cấm. Vị trí đặt bóng chết bên phải, rất thuận lợi cho những cầu thủ sút chân trái. Rafinha tận dụng tối đa lợi thế đó để tạo ra siêu phẩm trên sân vận động Levisa. Brazil dẫn trước 1-0. Colombia quyết tâm không thua trận này. Họ quyết đòi lại ngôi đầu bảng khi dồn đội hình lên tấn công. Hai đội tạo thế trận mở với nhiều tình huống nguy hiểm. Phút 19, Davinson Sanchez đánh đầu tung lưới Brazil nhưng trọng tài báo việt vị. Sau khi VAR vào cuộc, bàn thắng không được công nhận. Tưởng như hiệp 1 khép lại với lợi thế cho Brazil thì Colombia gỡ hòa ở những phút bù giờ. Hàng thủ Selecao mắc sai lầm, tạo điều kiện cho Daniel Muno ghi bàn. Sang hiệp 2, Colombia chơi chậm, hòng chờ đợi sự nôn nóng của Brazil. Hai đội tạo ra nhiều cơ hội nhưng không lần nào bóng đi vào lưới. Trận đấu khép lại với kết quả hòa. Colombia và Brazil dắt tay nhau đi tiếp. Ở tứ kết, Colombia gặp Panama, còn Brazil chạm trán Uruguay. Kết quả bảng D Copa America. Brazil 1-1 Colombia. Costa Rica 2-1 Paraguay.